Dâm xin chào tất cả các anh cần thủ đã quay trở lại với video 1310 của shop em nha các anh. Video 1310 nha. Cái mã số video thì em sẽ ghi ở bên góc trái này. Mình chốt đơn á, mình báo với em mã video để em gửi hàng cho nó chính xác nha các anh. Và video hôm nay thì em có cần câu tay. Cuối tuần á em lên lô tổng hợp cho các anh nha. Cần tay cần 2 khúc này, với lại cả lua luôn. Lua máy đứng, máy ngang, và đặc biệt là những cây ISO nha các anh. ISO này rất là đẹp, cần chợ máy cũng đẹp lắm ạ. Mời các anh tham khảo nha. Và giá bên em báo thì chưa bao gồm phí ship. Phí ship đối với mỗi đơn cần sẽ là 40.000, còn đơn máy câu, đơn phụ kiện 30.000 một đơn. Mình đặt từ 2 sản phẩm trở lên hoặc là thanh toán trước thì bên em sẽ miễn phí ship cho các anh ạ. Và nào đặt hàng vui lòng liên hệ em qua số điện thoại em có ghi ở bên góc trái màn hình là 0982437343 nha các anh. Và đầu tiên thì em sẽ giới thiệu đến các anh, đây là cái mẫu túi nha các anh. Đây là mẫu túi dạng ngắn này, dành cho các anh mà mình hay câu cần tay, cần mini nhỏ gọn á, thì mình bỏ vào túi này rất là tiện lợi nha. Về chiều dài thì cái túi này nó sẽ là 85cm nha các anh. Chiều dài 85cm, còn chiều rộng thì nó là 20 nha. Dài 85, chiều rộng 20. À, có một cái ngăn nhỏ, ngăn phụ ở bên này. Và một cái ngăn lớn, à không, tới hai ngăn lớn luôn nha các anh. Hai ngăn lớn với lại một cái ngăn nhỏ này, một ngăn lớn đây, một ngăn lớn đây nha các anh, và hai cái ngăn nhỏ ở bên và một cái ngăn nhỏ bên này, tổng cộng là ba ngăn nha, ba ngăn. Ngăn nhỏ bên ngoài thì các anh có thể đựng chuột thẻo này hoặc là lưỡi câu, nói chung phụ kiện thì mình để đây. Rồi còn hai ngăn lớn này đựng cần thoải mái luôn các anh, nếu mà cần tay thì mười mấy cây thoải mái luôn á, mười mấy cây cần tay mini thoải mái luôn. Còn nếu mà cần máy cần hai khúc ba khúc ngắn ngắn 2m1, 2m4, hai khúc ba khúc thì các anh đựng vào sẽ tầm được 4-5 cây nha, vì nó có tới hai ngăn luôn thì mình đựng cũng trên chục cây rồi các anh, thoải mái. Túi này đựng nhiều này, và nó có cái quai để các anh xách nha, một cái quai xách. Đây là cái quai đeo, quai đeo này mình có thể tùy chỉnh cái kích thước này. Và cái túi này thì có giá là, và cái túi này có mã là mã A nha các anh. Mã A có giá là 150.000. Túi câu mã A nha, có giá là 150.000 ạ. Và tiếp theo mã B, cùng dòng đó luôn các anh, cùng dòng luôn. Nhờ túi này thì nó dài hơn này, chiều dài 1m2 nha, 1m2. Nếu mà anh nào mình dùng cần câu lưu khoảng tầm là 2m1 á, thì mình bỏ vừa cái túi này. Có một cái ngăn phụ ở đây, với lại một ngăn phụ bên này. Đây là cái ngăn phụ ở ngoài này các anh, chiều dài 1m2. Và chiều rộng thì là 20 ạ. Chiều rộng 20. Cái này nó cũng có hai ngăn lớn luôn các anh. Hai ngăn nhỏ, hai ngăn lớn này, có cái quai để xách và có một cái dây để mà đeo nha. Đây là cái dây để mình đeo. Shimano 1m2. Túi này thì giá 170 nha các anh. Mã B, mã B có giá là 170.000 ạ. Và tiếp theo em lên cây cần. Nay em về được một cây cứng 3 dòng cần dây trong nè các anh, chiều dài 5m2. 5m2 cứng 3 nha, dòng Shimano Apeto ISO XT ạ. Và cây này nó là hàng của Indonesia sản xuất nha các anh. Hàng của Indonesia sản xuất, có mã code, có tên vàng. Bát thì sử dụng là bát Fuji FS7. Nắp chụp đi kèm đầy đủ luôn nha. Cây nào mà nó về có nắp chụp á, thì em sẽ gửi kèm cho mình. Tại vì cái dòng nắp chụp này thì nó sẽ không có sẵn nha các anh. Dòng nắp chụp này không có sẵn nên là các anh thông cảm với em. Và cây này đọt cần là đọt 4 ly ạ. Đọt cần 4 ly, carbon xoắn từ lóng ngọn nha các anh. Đấy, nó xoắn từ ngọn cho đến gốc luôn, đọt 4 ly. Còn trọng lượng sẽ là 294g ạ. 294g cây này. Cứng 3 nha các anh, cứng 3 thì ra rất là thẳng luôn, không có võng đâu các anh yên tâm nha. Ra thẳng tắp này. Đọt 4 ly 294g và cây này có mã số 1, giá cần là 850.000. Khuyên dẫn với lại alo thì đều là xứ xích hết nha. Đây là mã số 1 có giá là 850.000 ạ. Có nắp chụp đi kèm nha các anh. Video em quay như nào á thì em sẽ gửi cho các anh như vậy, nên là các anh cứ yên tâm nha. Đây là mã số 1 có giá là 850.000 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì em lên cho các anh một con máy câu dòng Ultra 3000 nha các anh. Máy câu Ultra 3000. Em test hoạt động máy nha. Gài cước của nó này. Còn đây là con lăng. Vẫn còn mới nha các anh, mới lắm. Ngoại hình như trên video ạ. Cối thì sử dụng là dạng cối kim loại, xoay nó sẽ có tiếng xoay cái cối nó sẽ có tiếng kêu nha các anh. Còn máy á, thì xoay sẽ không tiếng kêu nha. Máy xoay êm ru ạ, không có tiếng kêu, không có xà lắc tiếng nào hết. Và đây là hai chiều ạ.
và máy có thể đảo chiều tay quay nha các anh. Lô máy hôm nay em lên á, máy nào cũng đảo được hết nha, bên trái bên phải đều dùng được. Và máy câu này có mã số 2, giá là 260.000, máy câu mã số 2 có giá 260 ạ. Tiếp theo là mã số 3 nha các anh. Số 3 em có con máy 4.000 này trắng tinh luôn, đẹp lắm nha. Độ mới là tầm 95% trở lên. Máy này là máy Ultra C4000 nha các anh. Ultra C4000 này, gài cước con lăn. Cối thì nó sử dụng là dạng cối sóng, cối kim loại nha các anh. Sẽ có tiếng kêu len keng nè. Còn cái vòng tua là 5.2. Tay quay đảo chiều được, bên trái bên phải đều được hết. Thân máy carbon, cối và tay quay sẽ là dạng kim loại ạ. Còn đây là hai chiều nha. Máy C4000. C4000 một chiều hai chiều thoải mái này, có chốt chặn đầy đủ luôn. Cối sóng xoay sẽ có tiếng kêu nha các anh. Xoay sẽ có tiếng kêu và máy câu này có mã số 3. Mã số 3 có giá là 270.000, 270.000 mã số 3 ạ. Và tiếp theo là mã số 4. Số 4 thì em có một con máy tay quay đôi nha các anh. Một con máy câu tay quay đôi chuyên đánh lua nha. Dòng máy này con câu lua thao tác rất là mượt mà luôn, vì nó là tay quay đôi nè các anh. Tay quay đôi với lại bên này nó có cái con ốc nó dài ra chống đổ máy, với lại nó giữ thăng bằng, giữ cân bằng máy rất là tốt nha. Dòng máy RI. Dòng máy RI nha các anh. Cối kim loại này. Xoay nó cũng tiếng kêu luôn. Tiếng kêu nó rất là bén. Còn cái vòng tua thì là 5.2 nha các anh. Trên 5 chấm là mình đánh luôn thoải mái rồi. Nó xoay dây vào rất là nhanh. Các anh sẽ đỡ mỏi tay hơn. Gài cước, lăn cước vẫn còn đẹp này. Thân carbon, cối và tay quay là kim loại. Còn đây là hai chiều. Một chiều, hai chiều. Còn hoạt động tốt này. Máy không lỗi lầm nha các anh. Video em quay như này em gửi hàng như vậy cho mình nha. Và đây là mã số 4. Mã số 4 có giá là 550.000. Máy câu mã số 4 có giá là 550.000 ạ. Và tiếp theo mã số 5. Số 5 thì đây là có cái lưỡi câu cá chim nha các anh. Đây là lưỡi câu cá chim. Về kích thước chiều dài thì nó sẽ là 4 ô ly, còn chiều rộng là 1 ô nha các anh. Chiều dài 4 ô, chiều rộng 1 ô. Với lại lưỡi này nó có ngạn cho mình luôn nè. Đầu lưỡi có ngạn. Lưỡi câu cá chim nha các. Cái dòng này á, cái thân nó dài nên là nó hạn chế cái tình trạng mà cá cắn cước rất là tốt nha. Hạn chế cực kỳ tốt. Có ngạn. Và một vỉ á, thì em có 15 lưỡi bên trong nha các. Một vỉ 15 lưỡi bên trong. Dòng này đánh cá chim rất là hiệu quả. Anh cứ yên tâm sử dụng, trải nghiệm thử nha. Đây là mã số 5. Mã số 5 combo 6 vỉ, mỗi vỉ 15 lưỡi. Mã số 5 giá 99.000. Mã số 5 có giá là 99.000 ạ. Và tiếp theo mã số 6. Số 6 thì đây là có lưỡi bóng đục nha các anh. Đây là lưỡi câu bóng đục. Về kích thước thì chiều dài của nó sẽ là 2 ô rưỡi, còn chiều rộng là 1 ô ạ. Chiều dài 2 ô rưỡi, rộng 1 ô nha các anh. Lưỡi này nó có ngạnh. Có ngạnh ở bên phần thân này, với lại có ngạnh ngay đầu lưỡi luôn. Có ngạnh cả hai bên. Và trong một vỉ là có 12 lưỡi nha các anh. Một vỉ như này là được 12 lưỡi ở bên trong. Lưỡi câu cá bóng đục nha, câu đầm đi, câu bóng đục rất là hiệu quả. Và một combo thì em có 6 vỉ nha các anh. Mỗi vỉ 12 lưỡi, một combo 6 vỉ có giá là 89.000. 89.000 combo này. Đây là mã số 6 ạ. Mã số 6 89.000. Và tiếp theo mã số 7. Số 7 là lưỡi câu đa qua nha các anh. Lưỡi đa qua hàng nội địa Nhật nha. Chuyên câu săn hàng, chấm chép nè, hoặc là các anh đánh cá tra, tra xong 5-7kg. 5-7kg mình dùng lưỡi này được. Về kích thước chiều dài thì nó sẽ là 3 ô ly vỡ, còn chiều rộng là 2 ô nha các anh. Chiều dài này của nó là 3 ô này, chiều rộng gần 2 ô. Thân rất là dày luôn nha. Lưỡi nội địa Nhật chất lượng cực kỳ tốt, căn cứ trải nghiệm thử nè. Cái này khách em đã lên một con cá tra xong hơn 5kg nha. Tra xong hơn 5kg bằng lưỡi này. Dây dặn chắc chắn lắm các anh. Đầu lưỡi không hề bị quát luôn. Lưỡi chịu lực rất là tốt nè. Với lại nó nhảy cá, nó giữ cá tốt nha. Một vỉ là em có 8 lưỡi nha các anh. Một vỉ này bên trong sẽ có 8 lưỡi và một combo. Một combo là 10 lưỡi, một combo là 10 vỉ, tổng cộng 80 lưỡi. 80 lưỡi có giá là 169.000, 169.000 nha các anh. Nếu mà mình mua lẻ bên ngoài thì nó sẽ tầm là 3.000 một cái, mà nhân lên là cũng 240 nha, giá nó cao hơn rất là nhiều. Đây là mã số 7, 169.000. Và tiếp theo số 8 em có cái dòng cước Toto nha các anh, cước của hãng Massage.
Barca chuyên sản xuất những dòng cước chuẩn để xuất sang châu Âu. Toto. Đường kính dây 0.22mm và size cước sẽ là size 2.5. Sức tải cá thì nó tải được 5,4kg nha các anh. 5,4kg cá và một cuộn sẽ là 150m dây. Sợi dây màu trắng đục như này nha. Nó xuống nước nó chìm cực kỳ nhanh nha các anh. Và không có bị gây thu hút cá đâu nha. Xuống nước chìm nhanh lắm. Khi mà các anh đóng cá hoặc dòng cá, nó có cái độ dễ dàng, độ đàn hồi rất là tốt ạ. Và một cuộn 120.000, mã số 8. Một cuộn 120.000 nha các anh. Mua 1 tặng 1 nha. Để các anh nhận hàng đúng 2 cuộn thì mình mới thanh toán nè. Và tiếp theo là mã số 9. Cùng dòng cước đó luôn, nó chỉ khác về thông số và size thôi. Cước này thì đường kính dây là 0.35mm, còn size là size 5 chấm nha. Size 5 chấm, cái 0.35 này là đường kính dây. Sức tải cá sẽ là 12,5kg nha các anh. Tải cá 12,5kg, một cuộn 100m dây ạ. Một cuộn 100m dây cho mình. Có giá 120.000 luôn, 120.000, đây là mã số 9. 120.000, cũng mua 1 tặng 1 nha các anh. Nó sẽ được 2 cuộn, nhưng mà giá thì vẫn vậy nha. Tiếp theo số 10. Một con máy chuyên câu lục xa bờ nha các anh. Mình đánh lục xa bờ hoặc là câu ba tiêu, câu săn hàng thì không nên bỏ qua dòng máy này. Cực kỳ khỏe luôn. Sức tải của nó lên tới là 20-25 mà đầu 3 canh vẫn tải thoải mái. Rất khỏe nha. Với lại em đã thêm dù BE vào đầy cối rồi. Mình về chỉ việc câu thôi các anh. Về chỉ việc câu thôi. Để đầy cái BE ở trong cối này. NGK 10.000 ạ. Vòng tua là 4.8 nha các anh. Em thấy vòng tua máy này nó cao quá. Bình thường mấy của nông khác nó chỉ tầm 3 chấm mấy thôi. Nhưng con này được tới 4.8 luôn. Các anh xoay máy tua dây vào nó đỡ mỏi tay. Cái dài cưới này cực kỳ nhạy nha các anh. Rất là chắc chắn. Còn lăng cước vẫn còn đẹp luôn. Với lại máy có thể đảo chiều tay quay được. Các anh dùng tay trái tay phải đều được hết ạ. Chạy 17 cộng 1 bạc đạn nha. Này, các anh dùng tay quay bên nào á, thì mình cứ báo em nha. Trái phải đều được hết. Máy size 10.000 và máy câu này có mã số 10, giá là 1.200.000 nha các anh. 1.200.000 con máy câu này, mã số 10 nha. 1.200.000 ạ. Và tiếp theo thì bây giờ sẽ lên những cây cần bên dưới. Đầu tiên có một cây Olympic có chiều dài là 1m5 nha các anh. 1m5, độ cứng 40 ạ. Chiều dài cần 1m5 và độ cứng là 40 nha các anh. Cần của Olympic này. Dàn khoen thì toàn bộ là khoen sữa trắng hết ạ. Phần cán tay cầm thì được quấn chỉ nha các anh. Với lại cái cán ở bên dưới của cần á, nó sẽ là dạng cán máy chèo. Cái này thì thông số ngọn là 1 ly 4, trọng lượng 127g. Mã cần câu số 1 có giá là 280.000. 280.000 cây cần câu mã số 1 ạ. Và tiếp theo mã số 2. Số 2 thì có một cây cần 2 khúc dòng cần Wind Dragon nha các anh. Chiều dài cần sẽ là 2m1 này. Và cây này nó có độ cứng là 80. 2m1 cứng 80 ạ. Và thông số tải dây BE thì nó sẽ tải được từ dây số 3 cho đến dây số 6 nha các anh. Dàn khoen thì sử dụng toàn bộ là khoen hãng hết. Nhưng mà dàn khoen này cực kỳ đẹp nha. Nó là dàn khoen chân ca. Rất là đẹp luôn ạ. Full carbon này. 2m1 này. Ngâm lăng xê thoải mái nha các anh. Các anh tải cục mồi to thoải mái luôn. Tại vì đọt nó to lắm. Cái này thông số nhất định của nó là đã gần 3kg rồi các anh. Cho nên là cá 5-7kg, 10kg vẫn thoải mái vô tư. Các anh cứ yên tâm câu này. Bên dưới này có cái khoen để buộc dây bảo hiểm cho mình nha. Wind Dragon 2m1, đọt 3 ly 5, trọng lượng là 175g. Mã cần câu số 2, 350.000. Cần câu mã số 2 có giá là 350.000 ạ. Và tiếp theo mã số 3 sẽ là một cây cần câu tay của Daiwa nha các anh. Cần câu tay Daiwa cần ráp khúc. Có chiều dài là 4m5 ạ. Cán tay cầm cũng quấn chỉ quấn dây mây này. 4m5. Và cây này thì nó có độ cứng là 3 cho đến 3.5H nha các anh. 3 đến 3.5H. Lắp chụp đôi đi kèm này. 3 đến 3.5H và 4m5. Và cần 4m5 á, thì nó sẽ có 5 lóng nha các anh. 5 lóng đi kèm, đọt là đọt 0.8 ly.
5 lóng, lóng ngọn với cái lóng thứ hai thì nó sẽ là màu đen trơn nha. Những lóng này đều là hàng zin nguyên bản của Cần hết, độ mới còn cao, còn tầm 85-90% ạ. Độ mới cao cho mình này. Đao qua 4m5 nha các. Và cây này có trọng lượng là 104g, mã cần câu số 3. Mã số 3 và giá cần là 890.000, cây cần câu mã số 3 có giá là 890.000 ạ. Và tiếp theo mã số 4, số 4 thì có cây cần câu tay của Suyumi nha các. Có chiều dài là 2m7. Cần câu tay Suyumi 2m7 và cây này thì sẽ có 3 lóng tất cả. Độ cứng của nó là 3 cho đến 3.5H nha các. Nếu mà mình gãy rô giết này hoặc là câu mương suối á, thì ta lấy mấy cây này, câu nó có cảm giác nha, cái độ nảy của nó cao. Như cây này được 3H này, công tiếp luôn. Đọt là 0.6 ly và trọng lượng của con sẽ là 48g nha các, quá nhẹ. Cầm câu cẳng hay không sợ mỏi tay. Vỏn vẹn 48g và mã cần câu số 4. Mã số 4 cây này 590.000, 590.000 cây Suyumi 2m7 ạ. Mã số 4 nha. Và tiếp theo là mã số 5. Số 5 thì có cây cần câu luồn dây vào bên trong nha các. Suyumi tên vàng đầy đủ, chiều dài 2m7 ạ. Và cây này thì mình sẽ quấn cước bằng tay nha. Mình tự quấn cước bằng tay, còn cán tay cầm thì sẽ được quấn chỉ đầy đủ hết. Chiều dài 2m7, đọt 1 ly 5 nha các. Cây này câu luồn dây bên trong cho nên là đọt của nó phải to nha. Đọt 1.5 ly và độ cứng là 3.5H cho mình ạ. Độ cứng của cần, độ cứng 3.5H. Màu nước sơn là màu xanh nha các. Nó là màu xanh dương nha, chứ không phải màu đen đâu ạ. Đọt 1 ly 5, 92g và mã số 5. Mã số 5, cây luồn dây bên trong Suyumi này có giá là 630.000. 630.000 mã cần số 5 ạ. Và tiếp theo mã số 6, cần câu tay trợ máy carbon nha các, chiều dài 5m4. Cái này em thấy độ mới còn cao lắm nha, nó mới ken luôn á. Bắt đây, bắt FS6 bắt gặp. Cánh tay cầm cũng được quấn chỉ này, là cái nắp đuôi cầm nó còn ken luôn á các. Còn mới lắm, cái 5m4. Độ cứng nếu mà tính theo cần câu tay á thì nó sẽ là 3.5 cho đến 4H để các anh dễ hình dung nha. Đó là tính theo độ cứng của cần câu tay. Dài 5m4 này, độ mới thì đạt được 90%, 90% trở lên, 90-95 thoải mái luôn á các. Tại vì cái này cái độ bóng nước sơn của nó cũng còn cao lắm nha, còn rất là ít những cái vết xước. 5m4, cứng tầm 3.5 đến 4H nếu tính theo cần câu tay. Và đọt cần sẽ là 0.8, trọng lượng 180g. Mã cần câu số 6 ạ. Mã cần số 6 và cây này có giá là 790.000. Cần câu mã số 6 có giá là 790.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 7. Số 7 thì có cây cần câu tay trợ máy của Nissin có chiều dài là 3m9 nha các anh. Dòng Super Mod. Da 39, bát Fuji nảy 6 và bát gập ạ. Fuji nảy 6 bát gập. Khoen Fuji loại xứ xích này. Nắp chụp đầu cần đây. Nắp chụp đầy đủ 39 nha các. Cái đầu alo này là màu gold nha, màu gold. Và cần trợ máy thì ngọn của nó sẽ là ngọn đặc tháp hết nha các. Như cái này ra thẳng tưng à. Độ cứng tính theo còn tay là 4H các, để anh dễ hình dung nha. Còn độ cứng của trợ máy thì là cứng 2, 39 cứng 2. Nissin Supermod. Đọt là 0.7 ly, còn trọng lượng là 116g. Cây này có mã số 7. Mã số 7 và giá cần là 790.000. 790.000 cây này, mã cần số 7 nha các. Tiếp theo mã số 8. Số 8 thì có cây cần tay trợ máy và cây này có chế độ zoom luôn nha. Cần tay trợ máy hàng carbon có chế độ zoom. Đó là zoom 4m2 với lại 5m3 nha các. Cần rút nhưng mà em tháo các lóng ra để các anh xem độ mới này. Cũng tương đối lắm, không có bị xước nhiều, 85-90% tùy lóng ạ. Mã có tên vàng đây, hàng nội địa Nhật luôn nha các. Hàng chính hãng nội địa Nhật của Daiwa luôn. Còn bát thì sử dụng là bát Fuji, dạng bát gập cho mình ạ.
cần tay chọn máy carbon 5.3 cứng 1. Đo cân sẽ là đo 0.7 ly và cây này có trọng lượng là 150g. Cây cần zoom này có túi có nắp chụp đi kèm, mã số 8 nha các. Mã số 8 có giá là 990.000. Mã số 8 này có giá là 990.000 ạ. Và tiếp theo số 9. Số 9 là một cây ISO hãng Shimano nha các. Có chiều dài là 5m3, độ cứng 3, dòng mà phai carbon, phô xoắn nít toàn thân. Nó xoắn từ ngọn luôn nha, xoắn nít từ lóng ngọn. Và tất cả các lóng đều là carbon xoắn hết. Từ ngọn là đã xoắn gần ít rồi nè các. Còn khuyên sẽ là khuyên Fuji loại xứ xích cho mình ạ. Khuyên Fuji loại xứ xích. Alo cũng zin nguyên bản luôn nha các. Alo Fuji xứ xích luôn. Định vị từng khuyên, từng lóng đầy đủ hết. Cái này rất đẹp nha các. Nếu mà hạ tay phải tầm 4-5H. Nếu các anh hạ tay thì cái này nó sẽ được 4-5H cho mình này. Chiều dài 5m3, độ cứng 3, Shimano. Có tem vàng đầy đủ. Dân khuyên Fuji xứ xích cho mình. Và thông số ngọn cần là ngọn cái này sẽ là ngọn 1.5 ly nha các. Ngọn cần ngọn 1.5, còn trọng lượng là 238g ạ. Cái cần câu mã số 9 nha. Mã số 9 là giá cần là 1.850.000. Cần câu mã số 9 có giá là 1.850.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 10. Số 10 thêm có cây ISO carbon, chiều dài là 2m7 nha các. Còn ISO khuyên bé carbon 2m7 và cần có tổng cộng là 4 lóng ạ. Bát Fuji FS6, cánh tay cầm được 4 chỉ. Dàn khuyên của cây này thì sử dụng là khuyên Fuji loại xứ xám nha các. Khuyên cần sẽ là khuyên Fuji xứ xám. Cây 2m7 này có 4 lóng ạ. Có 4 lóng. Và tổng cộng là 4 cái khuyên chạy nha các. 4 lóng với 4 khuyên chạy luôn. Và thông số ngọn cần là ngọn 0.9 ly, còn trọng lượng là 102g. Còn câu mã số 10 có giá là 540.000, 540.000 cái này. Còn câu mã số 10 nha. Và tiếp theo là mã số 11, cây cần câu tay dài 4m5 nha các. Cần câu tay carbon chiều dài 4m5 này. Nhỏ gọn khoảng tầm 57cm. Anh có thể bỏ ba lô cấp C mà đi du lịch dã ngoại đi thêm nha. Chiều dài 4m5 và độ cứng là 3.5H, ra cần thẳng nha các. Nó ra thẳng không có bị bỏng. Nếu mà các muốn xem video ra cần á thì mình cứ liên hệ em nha. Số điện thoại có ghi ở bên góc trái này. Đo 0.7 ly, trọng lượng của cây này là 125g ạ. 125g, chiều dài cần 4m5. Cầm nó cũng đầm tay lắm các chứ không có bị quá nặng. Và cây này mã số 11, mã 11 590.000. Mã cần 11 590.000 ạ. Và tiếp theo mã số 12 sẽ là cần Tenkada nha các. Cái này là Tenkada của Nissin nha, dòng Crossway này. Chiều dài cần thì là 3m9 ạ. Cái này chiều dài 3m9. Đọt của nó sẽ là đọt 0.8 ly nha các. Cần Tenkada 3m9, cứng tầm 3.5 cho đến 4H ạ. Ra thẳng nha, những cái này không bỏng đâu ạ. Với lại nó cũng nhẹ lắm các. Như cái này thì trọng lượng sẽ là 88g nha. 88g, cứng 3.5 đến 4H. Các muốn xem thêm chi tiết cần này hoặc là video ra cần thì cứ liên hệ em ạ. Mã số 12, Nissin 3m9 có giá là 1.650.000. Mã 12, 1.650.000 ạ. Và tiếp theo mã số 13 sẽ là một cây 3m9 siêu nhẹ luôn nha các. 3m9 chỉ có 3, không, cây này là 45g nha. Vỏn vẹn 45g thôi của Nissin này. Có cái tem vàng đầy đủ luôn ạ. Chiều dài 3m9, dòng cần mưa suối siêu nhẹ. Cây này thì nó được 2.5 cho đến 3H nha các. Đo 0.5 ly. Nó siêu nhỏ luôn. Cứng 2.5 đến 3H. Rô phi nè, cá chép, cá giết, mương suối thì cây này quá phê luôn. Màu nước sơn cát lóng là giả trúc nha các. Màu nước sơn cát lóng giả trúc, hàng carbon giả trúc ạ. Và đo 0.5, trọng lượng là 45g. Còn câu mã số 13 ạ. Mã 13 và cây Nissin này có giá là 1.550.000.
1.550.000 cây cần mã số 13 nha các anh. Siêu nhỏ nhẹ luôn nha, mã 13. Và tiếp theo mã số 14 thì có cây Dawa 4m5, cây này là hàng nội địa Nhật, made in Japan, có tên vàng. Chiều dài 4m5, độ cứng tầm là 3.5 cho đến 4h nha các anh. 3.5 đến 4h, đọt cần sẽ là đọt 1 ly này. Alo xoay 360 độ chống xoắn dây và con nắp chụp đầu cần đi kèm. Carbon xoắn từ lóng ngọn, alo xoay 360 độ. Cần này thì có 5 lóng nha các anh. 5 lóng và hết 2 lóng là xoắn ít 2 da. 2 lóng xoắn ít 2 da. Cứng 3.5 đến 4h. Đồng 1 ly, cái này nó nhẹ lắm các anh, chỉ có vỏn vẹn 92g thôi. Rất là nhẹ gọn luôn. Và mã cần câu số 14 ạ. Mã cần 14 cây Dawa Japan này có giá là 1.650.000. Mã 14 có giá là 1.650.000 ạ. Và tiếp theo là mã số 15. 15 thì em có cây cần tay trúc ráp khúc nha các anh, hàng trúc nghệ nhân nội địa Nhật nha. Chiều dài là 4m23 ạ. 4m23, cánh tay cầm được vốn chỉ nè. Và tất cả các lóng này đều là trúc hết ạ. Nó có nắp chụp nha các anh, nắp chụp zin với lại cái túi zin đi kèm luôn. Đây là cái nắp chụp này. Nắp chụp là bằng trúc luôn các anh. Phôi lóng này đều là trúc hết, lóng nào cũng vậy. Nhận hàng các được kiểm tra thoải mái này, kiểm tra từng lóng luôn. Mình thấy cái này đọt to, đọt được 2 ly 2. Độ cứng thì nó được 3.5h nha. Chiều dài 4m23. Cứng tầm 3.5h. Lấy ngọn đây nha các, lấy ngọn cho các xem nè. Cũng là hàng trúc luôn, lóng nào cũng trúc hết. Trúc nghệ nhân sưu tầm. Bản này hàng cao cấp nha các. Nó zin từ lóng ngọn cho đến gốc, túi nắp chụp đi kèm đầy đủ. Đọc 1 ly 2 và trọng lượng của cần là 138g. Cái này có mã số 15, mã 15 và giá cần là 1.950.000. 1.950.000, mã cần câu số 15 nha các, 1950. Và tiếp theo là mã 16. 16 em có cây Alpha Taker, cần này là cần dài 7m2 ạ. Câu sang hàng 56H, hàng Korea sản xuất và cần có tổng cộng là 8 lóng. 8 lóng với lại có cái nắp chụp nha các anh. 8 lóng và nắp chụp. Về thông số ngọn thì cây này ngọn là 1.1 ly ạ. Ngọn 1.1 ly, 407g nha các anh. Và ra rất là thẳng luôn. Các anh muốn xem video ra cần mình cứ liên hệ em, ra thẳng tóc. Chiều dài 7m2 nha các anh. Cái này cứng được 56H nha. Ra thẳng lắm, nó không bị võng đâu các anh. Thân cần cũng vậy, không có bị võng nha. Đồng 1.1 ly, trọng lượng 407g. Và mã cần câu số 16. Mã 16 giá cần 1.150.000. Mã cần câu số 16 có giá là 1.150.000 ạ. Cần dài 7m2. Và tiếp theo là mã số 17. 17 em có cây Herabuna chiều dài 5m4 nha các anh. Và cây này là hàng Korea sản xuất này, 5m4. Hàng vừa cứng 5H ạ. Chuyên săn hàng, đánh cá lớn 5-7kg vô tư. Dịch vụ hoặc là câu tự nhiên đều được hết nha các anh. Câu rất là đa dạng này. Nó có cái nắp chụp đầu cần đi kèm. Và phôi lóng thì sử dụng là carbon xoắn. Phôi lóng carbon xoắn toàn thân. 5m4 có 5 lóng luôn nha các anh. Lóng. Nó xoắn nổi từng lóng nha. Xoắn nổi từng lóng. Cần thì không có lỗi lầm gì hết ạ. Đi đem quay như này em gửi hàng cho các anh như vậy. Đồng 1 ly 2, trọng lượng là 168g. Và cây này có mã số 16, 17. Mã cần số 17 nha các anh, có giá là 900.000. Mã cần 17 có giá là 900 ạ. Tiếp theo là cây 6m3. 6m3, bản carbon special nha các anh. Thì màu nước sơn này với lại chất liệu thì nó như nhau hết, nó chỉ khác về size thôi. Nó khác về nhau về thông số về size được thôi. Dạ 6m3, cứng 5H ạ. Có nắp chụp. 6 lóng tất cả. Chiều dài 6m3, độ cứng 5H.
Đọt là 1.2 ly, còn trọng lượng là 224 g nha các. 224 g. Cần thì zin nguyên bản từ ngọn đến gốc luôn, nó không lỗi lầm lóng nào hết nha. Và mã 18. Mã 18 có giá là 1.050.000, 1.050.000 mã số 18 ạ. Tiếp theo mã 19 thì có cây cần máy ngang nha các. Cần gâu lưu máy ngang dòng T-Lab chiều dài 2m1, cứng tầm M. Tẩm mồi từ 8 cho đến 25g. Đọt to đọt 2.3 ly này. Khoen thì là khoen hãng. Còn này máy ngang nên là bên dưới nó sẽ có cái tay cò làm điểm tựa nha các. Mắt hãng mắt vặn cán tay cầm cán mút. Đọt 2 ly 3 và cây này có trọng lượng là 118g. Mã cần số 19. Mã 19 250.000 cây này. Mã 19 250.000 ạ. Và tiếp theo mã số 20 là một cây Shimano máy đứng nha các. Chiều dài 2m28 dòng F-Ride. F-Ride 2m28. Cây này thông số tải mồi của nó thì từ 7 cho đến 30g. Còn tải cá sẽ từ 6 đến 12 lb ạ. Hàng nội địa có mã code đầy đủ. Phôi carbon xoắn. Xoắn toàn thân các từ đầu ngọn luôn nha, từ đầu ngọn cho đến gốc. 2m28 cứng tầm M. Tầm M. Và bát thì sử dụng là bát C4 cộng. Chặt bát vặn. C4 cộng bát vặn. Cần câu luôn máy đứng nha. Và cây này có mã số 20, đọt là đọt cần sẽ là đọt 1.7 ly, còn trọng lượng của cần là 128g. Mã cần số 20 có giá là 700.000, mã cần 20 có giá 700 ạ. Và tiếp theo số 21. 21 thì em có cây máy đứng nha các. Lu máy đứng cần dài, chiều dài 3m3 luôn nha. Cây này cứng tầm M. Thông số tải của nó từ 10 đến 42g, còn tải cá là từ 10 cho đến 20 lb, cũng trên dưới chục ký cá luôn các. Bát Fuji Gold, bát vặn, cánh tay cầm, cánh hút, dàn khoen ba chân, khoen Fuji loại xứ xích. Cái khoen này á, mình ra dây nó siêu mượt luôn nha. Ra dây nó đi dây nhanh lắm các, tại vì cái lọ xứ của nó được mài tròn, nên là ra dây đi rất là nhanh. Alo cũng là alo xích chấm xoắn luôn. Đọt 2 ly 2, trọng lượng 260g. Và mã số 21 ạ. Cái này mã 21 có giá là 1.850.000. Mã 21 1.850.000. Hai sẽ là một cây cần câu lưu máy đứng của dòng cần Yamaga nha các. Yamaga lại, và cây này có chiều dài là 3m ạ. 3m, hàng này cứng MH nha các. Và thông số tải mồi thì nó tải từ 30 cho đến 60g. Bát C4 cộng, bát vặn này. Cái phần cán tay cầm ở bên dưới này sẽ là dạng cán mút cho mình ạ. Phôi carbon xoắn X2 da. Nó xoắn từ đầu ngọn cho đến gốc luôn nha các. Cây này xoắn rất là đẹp. Phôi dày cực kỳ luôn, cầm vào cực kỳ chắc tay. Là canh lưu biển này, hoặc là mình đứng trên gần đá mình câu, câu những chỗ nhiều bèo hoặc là địa hình nó vướng, hoặc canh đánh lóc bông lóc rừng này, câu cá chẽm nó chạy khỏe, mình lấy cái này đánh cho nó đã tay nha. 3m cứng MH, đọt 2.3 ly và dàn khoen Fuji loại xứ xích, chân khoen sẽ là chân gôn nha các. Fuji loại xứ xích ở bên trong ạ. Đọt 2 ly 3, trọng lượng là 200, cái này là 228g. Và còn câu mã số 22 có giá 1.650.000, mã 22 1.650.000 ạ. Và cuối cùng kết thúc video sẽ là mã 23 nha các. 23 thì có một cây cần 3 khúc. Cây 3 khúc và cây này nó có chiều dài là cây này có chiều dài là 3m9 nha các. 3m9 dòng cần của Olympic. Cần câu lục nha, lục hoặc là các anh đánh bạc bãi đều ok hết này. Đọt siêu to luôn. Đọt của cái này nó tới tận 5.6 ly nha các. Đọt 5.6 ly, đọt siêu to. Hai cái đầu lóng này nó có cái đen kim loại chống nổi cho mình này. Olympic Subcasting. Bát thì sử dụng là bát Fuji FX6. Tại vì cái này đọt to nên là chắc họ đánh máy to để câu bạo lực, nên là quấn thêm cái chỉ này cho nó chắc cái phần bát máy nha các. Chứ nó không ảnh hưởng gì hết, nó canh không thích mình về mình có thể tháo ra bình thường. Cái này là hàng carbon nhờ có pha nha các. Phôi là phôi carbon có pha. Chiều dài là 3m9 nè, đọt khủng đọt 5.6 ly.
và trọng lượng của cần là 808g nha các. 808g Olympic dài 3m9. Mã số cuối cùng mã 22. Không, mã 23 các, mã 23 nha. Và giá của cây này sẽ là 1.250.000, mã số cuối cùng mã 23. 1.250.000 ạ. Và em cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn xem hết video của kênh em. Cũng hơi một lượt like và một lượt đăng ký kênh nha. Và đừng quên bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất từ kênh của em ạ. Chào tạm biệt các anh.